Sự thật lạ lùng bạn nên biết. Phần 14. Con tê giác trắng sở hữu độ tuổi kỷ lục nhất thế giới. Con tê giác trắng nổi tiếng tên Toby tại sở thú Paco Natura Viva ở miền Bắc Italy đã chết ở tuổi 54 do già yếu. Con vật cục xuống đất trên đường trở về nơi trú ẩn vào ban đêm và sau khoảng nửa giờ, tim của nó ngừng đập. Phát ngôn viên sở thú Elisa Livia Penacani cho biết trong một tuyên bố vào hôm 12 tháng 10, tê giác trắng thường chỉ sống được 30 năm trong môi trường tự nhiên và 40 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Toby ở tuổi 54 từng giữ kỷ lục thế giới là cá thể tê giác trắng già nhất còn sống. Cái chết của nó là một mất mát lớn đối với sở thú. Fenakani nói thêm rằng Toby sẽ được ướp xác và trưng bày tại bảo tàng khoa học Muse ở thành phố Chento, nơi nó gặp lại Lanco, một con sư tử trắng trong vườn thú đã chết cách đây 5 năm. Toby thuộc phân loài tê giác trắng phương Nam, với số lượng quần thể ước tính khoảng 18.000 con trên toàn thế giới, theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên. Trong tự nhiên, chúng phân bố chủ yếu tại các đồng cỏ ở miền Nam Châu Phi. Loài tê giác trắng phổ biến nhất tê giác trắng phương nam đang bị đe dọa do mất môi trường sống và săn bắn trái phép để lấy